see the result in the test. It's not basically reinforcement, teaching and learning. And approving essay for IELTS writing test 2. Vậy thì không biết mọi người có thể giới thiệu về bản thân mình được không và giới thiệu về đề tài nghiên cứu. Chào các thầy cô, mình nhóm mình làm team về đề tài nghiên cứu của nhóm thì nhóm lựa chọn cái việc là áp dụng thông tin truyền thông là kênh YouTube để quảng bá văn hóa ẩm thực thông qua nội dung là một trong những cái nội dung khá là phổ biến và hot trong những cái thời điểm trước.